Rồi, xin chào toàn thể anh em. Em là Đỉnh BCP. Thì anh em theo dõi clip này nhé. Bữa giờ mới lên video đây. Bây giờ là lu bu nhiều việc anh em ạ. Một phần lười quay video nữa. Thì hôm nay tranh thủ quay cái này tí. Anh em xem cái video đi. Trong video này có nhiều cái hấp dẫn và nhiều cái lợi ích lắm ạ. Em sẽ xả cho anh em một số cái rất là ngon và mềm mại nha. Thì đầu tiên bắt đầu có một vài cái em thanh lý, hàng nhập cũng có mà hàng của em cũng có nha. Đầu tiên đi, xả cho anh em một cái như này. Em sẽ nói cái đầu này báo giá đây luôn nha. Xả cái gì em báo giá cái đó luôn để anh em theo dõi. Đâu đây, ở đây. Xả bao gồm là cái cành FX. Cái FX này CF 200 này 5.5 này nhá. FX lỗ hơi kép. Cái này bữa giờ em lấy để trong kho nó hơi bụi. Đó. Cành mới tinh em nhá, cành mới chưa sử dụng nhưng mà nó bị chóc cái lớp nhuộm chỗ này tí. Tại để lâu mà. Tại khi nhuộm chưa khô em để nó bó dính vào thành ra cái này nó bị dính. Thành ra bữa giờ cũng lười nhuộm lại. Tại vì nhuộm lại thằng này anh em biết phải đánh bóng lại hết cái lớp nhuộm này, đánh nhuộm lớp khác mới được. Tại nhuộm nóng mà, đâu phải nhuộm lạnh đâu. Nhuộm nóng thì nó ngon hơn nhuộm lạnh, dính chắc hơn. Thì cái này là 16 binh 5.5. Như anh em biết thì cái cành này em bán cái bảng giá của em niêm yết là 1.9.000 đúng không? Giá hiện tại đang 1.9.000 nhưng mà cái này nó bị một cái vết như thế này. Nó chả ảnh hưởng gì cả. Nó chỉ là không được đẹp lắm thôi. Bên ngoài nó cũng chẳng sao cả. Bên trong vẫn bình thường, cánh mới tinh nhá. Mới lấy trong kho ra, nó còn bụi bặm tí. Đó. Về anh em vệ sinh tí đi là sạch thôi. Cành này em bán bằng giá là 1.9.000 thì nó bị như thế này. Thì em sẽ xả cho anh em với cái cành này với giá là 1.4.000 nhá. Đối với những em nào mà điều kiện kinh tế mà ít ấy, thì mà muốn sở hữu cành ngon ấy, thì lấy cái này là hợp lý nè. 1.9.000 em xả là 1.4.000 anh em rẻ là 500.000 rồi. Mà chỉ bị có bị chóc cái lớp mạ đây tí thôi chứ chẳng sao cả. Nó không phải là xước đâu anh em nhé. Nó bị chóc cái lớp mạ khi mình nhuộm mà nó chưa khô. Mạ nó bữa bám chưa chắc ạ. Đó, lô hơi kép chống vốc kẹo 5.5 đó. Xả 1.4.000. Và triệu tư nhé. Để cái đấy trước đã. 1.4.000 thì ở cái clip này á, bất cứ anh em mua sản phẩm nào cũng sẽ được tặng quà nhé. Đặc biệt cái clip này ưu ái nhất từ trước đến giờ. Anh em mua bất cứ sản phẩm cái cành nào trong này cũng sẽ được tặng quà. Và quà bao gồm là những cái gì thì em sẽ nói luôn. Một cái quà chất lượng. Đây. Anh em có thể thấy em còn hai vỉ đồng hồ này. Nó là đồng hồ đầu châu, bữa em về là mấy ngàn cặp đó. Thì em bán em bỏ xỉ hết rồi. Nó rất là chất lượng. Hiện tại đây nó còn, em nãy em đếm sơ sơ nó còn 35 cặp thôi. Chỉ có 35 cặp thôi. Thì clip này em, kể cả những em mua những cái cành mà em xả thanh lý đó, hoặc là những em mua cành mới em sẽ đều tặng quà nhé. Thì nó cũng không còn nhiều, còn bao mấy cái cặp thôi. Thì tặng cho anh em vậy. Tại vì những em mua cành, những cái cành mà thanh lý ấy, thì những em đó là những em mà điều kiện kinh tế nó thẳng ra cũng không được dư dả cho lắm. Ok. Thì clip này em xả luôn. Thế một phần là em chuẩn bị thanh toán tiền vật tư này nọ, thành ra nó cũng hơi tốn nhiều tiền và nó xoay nó cũng chưa đủ. Nó còn thiếu mớ nữa. Thì này xả tiện thể xả tặng anh em ít quà vậy. Đó, những anh em nào mua cành FX, kể cả cành mới hay cành thanh lý, em cũng sẽ đều tặng cho anh em như sau. FX thì là đây, một cái lò xo FX. Đó. Mài hai đầu nha, lò xo chất lượng đấy nha. Một cái lò xo FX. Đó, đàn hồi rất là tốt. Và một cặp đồng hồ đầu châu. Một cái lò xo nhá. Nếu anh em mua cành FX một cái lò xo này. Đây. Cặp đồng hồ đầu châu đây.
Thì anh em biết rồi, cái đồng hồ đầu trâu này hàng em đặt riêng. Đây có cái lớp kiếng này. Một cái 30 MBA và một cái 40. Cái 30 thì anh em gắn đồng hồ vào để áp suất cho em. Gắn 40 gắn áp bình nhé. Đồng hồ xịn anh em ạ, đồng hồ đặt riêng đó. Một cặp đồng hồ đó. Và hai cái pom trụ. Pom trụ Bách Đức nhé. Pom trụ Bách Đức. Pom trụ này anh em biết nó có nhiều loại. Bách Trung Quốc, Đài Loan, rồi là Bách Hàn Quốc, rồi Bách Đức. Bách Đức thì đắt nhất mà chất lượng tốt nhất. Đó. Đó. Anh em thấy nhiều quá không? Đã xả cho anh em với cái cành FX em vừa rồi em xả đó. Nó bị chóc cái lớp nhuộm tí rồi. Cành 1 triệu 9 em xả anh em có 1 triệu 4 rồi. Tặng anh em một cặp đồng hồ, một cái là soi xịn. Hai cái pom trụ Bách Đức. Ok chưa? Anh em nào mua cành mới hoặc cành cũ đều như vậy nha. Miễn là có mua hàng sẽ được tặng quà như thế này. Đó, đó là với anh em mua cành mua cành thì sẽ được tặng, FX thì được tặng như vậy. Còn anh em nào mua cành condo á thì cũng sẽ được như vậy. Cũng sẽ được lượng quà như vậy. Nhưng sẽ thay đổi bằng một cái là cái lò xo FX này em sẽ đổi cho anh em thành cái lò xo condo C4. Cái lò xo anh em biết rồi, hàng làm cực kỳ chất lượng. Đó. Cái lò xo quan trọng là cái gì anh em? Quan trọng nhất là cái lực đập, cái đàn hồi nó ổn định, nó bền, nó độ búng nó chuẩn đó. Thì anh em cái đập ra cái lượng hơi xả nó đều như nhau thì cái củi nó sẽ tối ưu hơn. Đây. Anh em xem. Đó. Sợi nó là sợi 1.8, dài 11.5 cm. Anh em có thể dùng nấm này, 4.5, 5.5, 6.35 hoặc là kẹo xì lúc này nọ đều ống ngon hết. Cái lò xo chỉ quan trọng là cái lập được cái lực đập nó ổn định thôi. Còn anh em nếu mà anh em dùng những kẹo trong lượng nó nhẹ, kẹo nhỏ kẹo nhẹ thì anh em chống lò xo xả cứng lên tí là được. Lò xo rất là ngon anh em ạ. Đó. Đây là những em một cảnh quần đồ cũng được như vậy nhá. Đó là nói về phương thức tặng quà trước. Đó. Vừa rồi anh em xả cái cành FX nha. Cành FX này 1 triệu 4. Anh em báo cho em cái mã số này nhá. Muốn mua cái cành này báo cho em luôn. Mã số 1. Chờ em tí. Anh em chờ em 30 giây để em lấy cái giấy em dán vào. Anh em thích lấy cái loại nào thì anh em báo em nhá. Chờ 30 giây. FX 16 inch 5.5 mã số 1. 1 triệu 4 nha. Có tặng quà. Cái thứ hai này. Cái này cái gì ta? À, đây. Cành condo 5.5, đây có một cái. 5.5 20 inch anh em nhé. Cành này nó bị lỗi một cái tí xíu như thế này. Đó. Cành này lỗi dập nhầm hai cái logo. Thường logo dập nhầm một lần thôi, nhưng mà cái này dập rồi em lại quên em dập thêm một lần nữa. Thành ra là hai cái logo nó bị chồng với nhau, nó hơi lem lem một tí. Đó. Còn nó là cành mới tinh ấy. 20 inch 5.5 condo nhé. Đây. Đó, ok chưa? Cành CF 200 của em đều là 9 khương tuyến nhé. Cái cành này cái giá trên bảng giá niêm yết của nó là 2 triệu này. Dập nhầm hai logo này thì cái cành này em xả cho anh em với giá là 1 triệu 6 nhá. Có một cái thôi. 1 triệu 6 20 inch 5.5. Mã số 2 nhá. Rồi. Cho em dán giấy.
mã số 2, 5.5 20 inch. Đó. Dập nhầm hai lần logo rồi thôi, chứ chẳng có vấn đề gì cả, chỉ lem lem về hình thức bên ngoài tí thôi, cái cành nó vẫn là cái cành rất là chất lượng. Đó, mã số 2, 1.6 triệu nha. Toàn bộ cái mặt hàng bán từ xưa đến nay anh em đều biết rồi đúng không? Toàn bộ mặt hàng của em bán từ xưa đến nay đều là chuyển khoản 100%. Rồi nữa. Đây có một cái cành đây. Đây. Đây là một cái cành này, cho FXM3 này. Cành này thì nó 24 inch, 6.35. 6.35. Đó. Nó là phim 4. Cái cành M3 thì anh em biết rồi. À quên, cái thằng này là hàng của thằng Cricket F. À Cricket. À, Vulcan này nọ đó. Vulcan với lại Cricket XS đó. Chứ không phải M3. Đó thì nó 24 inch, 6.35. Mà dòng 6.35 bán chậm quá anh em ạ. 6.35 anh em chơi hay nhưng anh em là chơi thú to là chơi 6.35 thì lại đúng bài, nhưng mà giờ cũng tùy vùng anh em ạ. Có những vùng nó không có chim to thì 6.35 này còn một cây thôi. Xong một cây 6.35 này là cái giá niêm yết đang bán là 2.5 triệu một cành này, 2.5 triệu một cành thì ở clip em bán xả cho anh em với giá là phi 14 này, mã số 3 này. Đang luôn. Thôi bán thì rẻ cho anh em luôn, 1.5 triệu nha. Một mã số 3 này. Mã số 3 này là 635 24 inch phi 14. Cành của nó là dùng cho Cricket F XS. Đó. Cái này anh em muốn dùng cho M3 thì anh em vớt nhẹ hơn một tí xíu, tại vì M3 nó có hơi ngấn ở đây, vớt nhẹ tí xíu là được. Cái này số 3 này xả cho anh em với giá là 1.5 triệu luôn. Nha. Những cái gì mà nó kiểu nó tồn kho mà nó chậm á. Không phải nó không ngon anh em ạ, ngon nhưng mà tại vì nhiều cái vùng đâu có chim to đâu. Anh em mà cái vùng bé thì anh em lại dùng 6.35 lại không hợp lý. Còn những anh em mà là vùng là chim to này nọ thì anh em chơi 6.35 là ngon, em phát hụt luôn. Rồi phần nữa là đây cho anh em xem một cái cảnh nhập nhé. Đây là một cái cành 5.5. Đây. Cành này là cành 5.5 phi 12. Cành này là cành zin cái cành của cái cây mà Edegun R5M đó. Cành này là 12 khương. 12 khương cái cành này thì cái cây củi của em đang dùng cái cây Edegun R5M đó. Thì cái cây đó thì em này đang chơi slug. Thì thằng 12 khương này nó không thích hợp cho slug nấm, nhưng mà dùng nấm thì cực kỳ là ngon nhé, dùng nấm thì cực kỳ ngon. Cái cành này nếu anh em order từ web Edegun Shop với lại chi phí lấy hàng ở Việt Nam nó rơi vào tầm độ khoảng 9 triệu mấy 10 triệu cái cành này đó. Mà cái cành này nó là một cái bản là không chóc nhé, nó có hai bản chóc và bản không chóc. Thì cái cành này á nó 9 triệu mấy về đây thì em sẽ xả anh em với cái cành này với giá 4 triệu. 100% là hàng nhập nha anh em nhé. Anh em nào mà bảo cái cành này là không phải là hàng nhập thì em đền cho anh em 10 triệu luôn. Nếu cam kết, nếu mà không phải hàng nhập em đền 10 triệu luôn. Và cái cành của nó là màu trắng. Cành nó màu trắng về nó nhuộm lại này. Để lâu nó hơi ố ố bên ngoài nên là em có nhuộm lại màu đen. Đó. Cành nó là cành nó có hai ren, nó có ren hai đầu ạ. Anh em nào lấy thì em sẽ đánh dấu cái đầu nào là đầu tột thoát và đầu nào là đầu vào cho anh em nhé. Xả cho anh em với giá 4 triệu 24 inch nhé. 24 inch phi 12. 5.5 12 khương tuyến. Cái này anh em chơi nấm thì gọi là
Anh em nào thích chơi nấm á, thì chơi thằng này là đúng bài luôn á. Theo cái củi, cây củi của em mà em về là em có lấy hai cái cành, mà em có lấy hai cái cành thêm thêm một cái cành nữa là có hai cái thì em bán một cái rồi, một cái kia cũng là bốn, em bán cũng 4 triệu. Ông kia ông về ông tiện cho cái condo ông chơi nấm. Còn cái cây Enegun R5M của em thì em chơi cái cành của em, nó chính tuyến để em chơi slug mà. Nếu em là chuyên nấm thì chơi cái cành này là đúng bài. Quên đánh mã số vô để anh em mua hàng anh em đọc em dễ biết anh em lấy cái nào. Cái này là mã số 4 nha. Mã số 4 2405.5 phi 12 4 triệu. Em cứ lên web anh em check giá đi. 8 triệu mấy một cái, em về đây là 10 triệu, gần 10 triệu một cái. Đắt, cái cành này nếu anh em order về đắt hơn cả Lô Thang Mỹ. Lô Thang Mỹ bán nó có 9 triệu chứ mấy. Còn cái gì nữa đây? Còn cái cành gì đây ta? À đây đây. Đây còn một cái M3 này mấy chấm đây. Cái M3 này. M3 này 6.35. Cái này là dành cho M3 này. M3 thì nó có cái ngấn ở đây. Đó. Và nó có cái mé gài kẹo, còn thằng Cricket thì nó không có cái mé gài băng này. Đó. Giá nó cũng niêm yết là 2 triệu rưỡi á, xả cũng xả cho anh em đó. Với giá là 1 triệu rưỡi thôi. M3 nó thật với anh em là ít anh em có củi lắm. Đây là bán nó cũng chậm, còn hai cái đó thì xả cho anh em luôn. Tại em đang kẹt tiền mà, kẹt tiền em thanh toán vật tư rồi này nọ. Rất là nhiều tiền nhưng mà gom chưa đủ, còn ít vậy. Rồi xả tiếp cái gì đây? Cành à 635 FX này. Chờ em tí. 635 FX. Nó là 16 inch, 635. Má cũng chặt. Chờ em tí em bóc cho. Ui giời ơi, phải bóc ở đây nhé. Bóc hai đầu thôi. Vợ em nó quấn chặt quá. Đấy. Hàng mới keng. 635 này còn hai cái. 635 này, cái dòng Epic này mới em bán 1.9 triệu. Đó. 635 này mà mới 1.9 triệu thì em xả cho anh em mua giá 1.5 triệu luôn. 635 còn này con nào, còn hai cái à, hai cái 635 16 inch. Cái cành M3 em vừa nói em chưa có ghi mã số, để em ghi cái mã số cái cành M3 này. Cành M3 em vừa quảng cáo ấy, vừa nói. Cành M3 này mã số 5 này. Mã số 5 này là cành M3 phi 14 này. 24 inch này, 635 này. Mới keng nhé, xả anh em 1.5 triệu thôi. Còn hai cái cành mà 635 FX này, anh em dùng cho quy 2 lỗ 3 lỗ đều được nhá. Lỗ hơi kép hết đấy nha anh em nhá. Lỗ hơi kép chống vấp kẹo ấy chứ. Đó.
kép đấy nha. Thì này, cái này nó là mã số 6 nhé. Mã số 6. Mã số 6 này. Một triệu rưỡi nha. Có hai cái thôi. Còn gì nữa chúng ta? Cành. Đây là cành bờ lanh. Cành bờ lanh là cành chưa kiện đuôi anh em nhé. Nó là phi 12 á. Phi 12 5.5 để em bóc cái đầu cho anh em xem. Mấy cái này là mới làm xong này em chưa có quấn, chưa quấn ni lông được. Đấy. Cảnh đẹp dã man luôn anh em ạ. Logo đấy anh em thấy. Đó. Nó là 5.5 anh em nhé. Đó, 5.5. 5.5 phi 12. Dài 20 inch nhé. Này về hai đầu nó chưa chuyện đuôi đâu. Anh em về muốn anh em chế cháo thì anh em chế cháo. Dùng cho lê xi hay mày nọ gì đó. Rồi anh em muốn về muốn tiện quân đô hay là cho nó gọn nhẹ thì anh em chơi thằng này. Thằng này bữa em bán nó là phi 12 này là 2 triệu một cành này. Tại vì mình hạ xuống phi 12 này cực lắm. 20 inch 5.5. Này cành bờ lanh này thì lấy mã số 7. Mã số 7 nha. 1.5 triệu. 1.5 triệu. Cái bờ lanh này có 1 2 3 4 cái nha. 4 cái. Anh em về là anh em muốn tiện cho Lacy thì đúng bài. Cành em chơi nấm được sẽ lúc đều được nha. Nấm hay sẽ lúc đều ngon. Nó 5.5, 5.5 dài 20 inch. Phi 12 nha. Mã số 7 1.5 triệu. Đây là cái này là 20 inch 635 này. 20 inch 635 này còn một cây. Cây này thì sau 35 chỉ còn mỗi cây thôi, để lô sau em làm luôn. Đó. Đẹp chưa? 635 20 inch còn mỗi cây à? Còn mỗi cây này thì cái giá 635 20 inch này giá niêm yết cũng 2 triệu em xài nhưng 1.5 triệu luôn. Nhá, 1.5 triệu. Mã số 8. Anh em nào lấy thì nhớ đọc đúng cái mã cho em nha. Mã số mấy để em biết nha. Số 8. 20 inch 6.35. Xếp 200 đó nha. Cành Terminator thì nó có một cành 18 inch ở đây. Này.
Anh em thấy hàng tơ mi này em phay lỗ kép này, xịn sò. Tơ mi bên em phải phay kiểu này mới đúng kỹ thuật, nó mới xả mới mạnh được. Cái này 5.5, tơ mi to 5.5 này còn một cây. Cành tơ mi em bán với giá là 2,5 triệu đúng không? 2,5 triệu thì clip này em cũng xả cho anh em luôn. Cành tơ mi này bán xả luôn với giá là 1,7 triệu nhá. Chọc cái gì? Bóc hai đầu anh em ạ, không bóc ra lâu lắm. Anh em thấy chưa? Hàng này chất lượng khỏi bàn rồi. 18 inch. Này là mã số 9. Mã số 9 là cành tơ mi 18 inch 5.5 nhé. Giá niêm yết 2,5 triệu em xả anh em với giá là 1,7 triệu. Đó, long quăng nó chỉ vậy thôi. Còn mấy cái này là mấy hàng mà em cũng mới làm xong. Nó bao gồm có Kundo này 16 inch này, FX 16 inch này, rồi Kundo 20 inch này. Đó, anh em cần cành mới thì mấy cành này cũng hú em. Anh em nào mua bất cả những cái cành là em xả hoặc là những cái cành em không xả thì là em cũng đều tặng quà nhé. Anh em là Kundo thì một cặp, một cái là sau Kundo này, hai cái quăm trụ và một cặp đồng hồ đầu trâu nhé, đồng hồ đầu trâu xịn sò nhé. Là sao cũng là sao tốt đó, xịn nhá. Thì thường thường em bán á, em bán lẻ đồng hồ là 200 mấy một cặp rồi. Đồng hồ bình thường bán lẻ là anh em là mua lẻ em vẫn bán là 200 mấy một cặp. Còn cái lò xo nên C4 em bán lẻ là 200 ngàn một cái đó, là toàn là hàng chất lượng không á, lâu lâu mới có. Nói thật anh em là nó cũng kẹt quá, kẹt thanh toán vật tư này nọ, nó cũng nhiều tiền quá, em gom cũng chưa đủ xả cho anh em mớ vậy, lâu lâu có tí quà cũng được, chẳng sao, buôn bán thì còn lâu còn dài. Anh em muốn mua gì nhớ đọc trong cái mã số nhé, lấy số mấy thì báo em. Anh em mua cành xả hoặc là những cành mới đều tặng hết nha, đều tặng quà hết. Quà đồng hồ này em còn 35 cặp thôi. Đó. 35 cặp thì em tặng cho anh em vậy, không nhanh cũng chẳng có quà đâu, nó không có nhiều, lâu lâu cũng có quà thôi. Đúng, quà không phải ngày nào cũng có, bởi nhất là em bán cho anh em cái giá rất là tốt. Như vậy thì là nó cũng rất hợp lý. Rồi, anh em cần gì thì cứ nhắn tin qua Viber cho em, số Viber em đó nhé. Toàn bộ mặt hàng bán đều là chủ quản 100%, hàng không lỗi lầm anh em nhé, có gì em đã báo rõ trong video rồi. Toàn bộ hàng bán đều là chuyển khoản 100%. Anh em buôn bán bao nhiêu năm nay là anh em biết rồi. Rồi, cần gì nữa cứ hú em nhé. Rồi, chào tạm biệt anh em ở video lần sau.